sẽ là video hướng dẫn cách làm một chú sư tử màu vàng của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một chú sư tử có cái phần thân màu vàng và cái phần bờm của nó thì nó sẽ có màu xanh dương nhé. Và ngoài màu vàng cùng với màu xanh dương thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình đó là màu trắng và màu đỏ nữa. Mình sẽ trang trí thêm lên trên cái phần mặt của cái chú sư tử này. Tiếp theo đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bút dạ này. Có thể là màu đen, màu nâu, và các bạn sẽ chọn những cái phần nó tối màu thôi để mình sẽ vẽ làm cái phần mặt của cái chú sư tử nhá. Tiếp theo là bút chì này, kéo này, và cuối cùng là súng bắn keo. Bây giờ thì mình sẽ vẽ hình cái chú sư tử lên trên cái phần tử màu vàng này. Thì nó sẽ chia ra làm hai phần, một phần đầu và một phần thân nhé. Còn phần cái bờm của nó thì mình sẽ sử dụng là màu xanh dương các bạn. Mình sẽ vẽ cho nó cái phần đầu này. Trên cái phần đầu thì nó sẽ có hai cái tai nữa. Ok, phần đầu thì nó sẽ có hơi có độ dài một tí nhé. Nên mình sẽ cắt cái phần đầu này ra. Trên đầu thì nó có hai cái tai đúng không? Đây sẽ là cái phần đầu của nó. Tiếp theo mình sẽ đi cắt cái phần tai. Cái phần tai này ngoài màu vàng ra thì mình sẽ cắt thêm cái phần màu trắng nhé. Mình sẽ đi vẽ cái phần vẽ cái ghép mắt này, cái mũi và cái miệng cho cái chú sư tử này. Đầu tiên mình sẽ vẽ hai con mắt này. Hai con mắt nó hơi tròn một tí đây. Tiếp theo thì nó sẽ có cái phần mũi này. Cái miệng. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cái lưỡi của nó. Nhìn cái miệng đúng không? Rồi mình sẽ vẽ, mình sẽ cắt thêm cho nó cái phần lưỡi màu đỏ, đỏ nha.
Đây sẽ là cái mặt của cái chú sư tử này. Bây giờ thì mình sẽ đi vẽ thêm cái phần này. Mình sẽ đi vẽ thêm cái phần ria mép cho cái chú sư tử này nhé. Sau đó thì mình sẽ đi vẽ cho cái chú sư tử một cái bờm. Sau khi mà vẽ xong cái bờm thì mình sẽ cắt cái phần thân của mình nhé, trả cái phần thân nhé. Cái phần bên dưới thì mình sẽ vẽ cho nó cái đuôi nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần thân của nó ra nhé. Đây sẽ là cái phần thân của cái chú sư tử này nhé. Bây giờ thì các bạn dán cái phần thân của nó. Đây, các bạn dán cái phần thân xuống bên dưới cái phần đầu này. Đây sẽ cắt thêm cho nó cái phần đuôi màu xanh lá cây này, màu xanh dương này. Mình sẽ cắt nó giống như là cái ngọn lửa này. Đây, mình dán xuống bên dưới cái phần đuôi của nó như này nhé. Các bạn gắn ở đây, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong một cái chú sư tử rất dễ thương rồi.